Hello, từ đây miền Tây mến chào cô chú anh chị đến với kênh nè. Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục đi đặt chuột tiếp nha cả nhà. Đây, nghe bảy chuột nè, đường màu nè cả nhà. Nè, cái đường này nè cả nhà. Đường màu này là của chuột con nha, mình đánh kiếm chuột con cả nhà. Này, cái lần cả nhà. Đây, chạy đây nè cả nhà. Đó. Giờ mình đóng vào này cả nhà. Rồi, mình đánh khu vực này nè. Kế bên nha cả nhà. Đây, bên hậu điểm hôm mình đánh ở bên đó đó. Giờ mình sẽ đánh nói tiếp theo. Vòng vòng ở đây nè. Qua đám mà cái đám đó là đám đám gì ta? Mồng mồng tơi. Qua đám mồng tơi vòng vòng cái đám mồng tơi nha cả nhà. Rồi để tối nay mình đi thăm đi rồi có mình sẽ qua quay chia sẻ cho cả nhà xem tiếp nữa nha. Thì tối nay đi thăm nha. Cái này cũng chiều rồi. Chào cô chú anh chị ngày sáng buổi sáng vui vẻ nha. Ngày mới thật nhiều hạnh phúc qua. Hôm nay hồi hôm qua mình có đặt số là 7 cả nhà. Sáng này hồi tối mình tính đi thăm nhưng mà mình thấy trời mưa với lại mình mệt quá mình không có đi thăm được luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình đi cuốn nha. Giờ đi cuốn thử được nha, nhiều ít nha cả nhà. Cái đầu tiên tới cái đầm đầu tiên này nè, hai cái chín cái nhà ơi. chín hai cái chín cái nhà ơi. Đây một em ơi. Đây thấy bệnh nhà đấy nè, lấy rồi mình lấy cái tụm đựng bị gắn này cả nhà, lấy tụm bị gắn của Minh Trơn miền Tây tặng cho mình cả nhà, giờ mình bỏ vô cả nhà, bỏ vô, rồi ok, có mình anh lu bu rất tối quá, cây đây ôi sập luôn cả nhà ơi, ôi sập luôn mà sảy tàn, ôi tàn mình ghim đó nè cả nhà, mình sợ cái bãi nấy nè sập luôn nè sảy nè, dở tao ta, à, kế bên đây nữa nè cả nhà, hai cái có cả nhà ơi. Trời ơi, cái này xảy nữa cả nhà ơi. Ôi trời. Sao kỳ ta? Sao không gắt lắm mà kỳ vậy? Gắt luôn á. Nó dính được nha em nè. Chuột con. Con. Ôi, năm cái dính à. 5 cái dính được 4 em mà xảy hết 2 em nữa nha. Bó tay luôn. Cái bờ này nữa đó cả nhà. Rồi, cái này chết quá rồi. Cái này chết rồi cả nhà. Một cái chết. Ồ, cái bờ này dính. Rồi ba hai cái này chết luôn, chết không chèn á, chết cả nhà, cái này dính nè, là ở ngoài đường gánh đường mương này dính nè, cái này dính nữa cả nhà, cái gánh đường mương này mình chặn hai đầu dính được hai em bự này thôi nha, bự đã không giấy luôn á. Rồi. 1 2 3 5 cái dính hai em nữa. Rồi, kế tiếp đây nguyên rồi nè. Hôm qua người ta đặt quá đặt mình đặt không được á. Mình đặt cái tương, cái trong khu vực này mình thấy có đường đặt á. Đặt nguyên một nồi luôn. Trời ơi. Trời ơi, nó xảy không ơi. Chứ được có em này trời. Đón về vậy.
cây sảy nè. Một em cái nha, hai cái một em. Đây, hai cái một em luôn cả nhà ơi. Ủa, em chuột trà bá hình luôn cả nhà, khủng khiếp em chuột này luôn, chuột này khủng khiếp thật luôn á, trà bá luôn á, quá phê, quá phê. Rồi, tạm ngưng cái nhà. Ủa cái này sảy không? Ôi trời, nó sảy rồi cả nhà, đau đớn trời. Sao sảy nhiều vậy tàn? Ôi chết rồi. Cái này bị ủi, ủi đít. Sảy ủi đít luôn. Dính không? Dính. Phải dính chứ. Ôi chuột con nu cả nhà. Chuột con nu. Đá thiệt chứ. Rồi. Cái tiếp là một đồ nữa nha ơi. Mình đặt ra 2 4 5 cái nữa nè. Ui dịn 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 dịn. Úi. Chuột con hả? Chín chuột con, chuột con. Đây nè. Một em chuột rắn. Đoạn này không dính. Này dính một em. Một em chuột to nha. Ủa cái này sảy trời. Dính sảy sảy dính hoài ta. Ồ cái này không dính nè, sập rồi. Không sập. Cái bên này có hai cái nữa nha. Rồi chuột quớt luôn. Hai cái một con. Cái bên có hai cái nè. Ôi mini. Ô mini chứ bị ủi gặp nè. Chuột rắn đó nha. Nhưng cái này bị ủi ủi đít nè. Chuột rắn luôn, chuột rắn nó ủi. Chuột rắn đi thường thường đi nguyên bầy không à. Con đi mà là cái đường này thường thường là nguyên bầy không, không bao giờ đi đi lẻ loi. À, tiếp cho quốc trời, một cái đường mòn gì mà không vô ta. Hai cái luôn cả nhà ơi. Nhà có đường mòn nhà phê không, đường mòn phê luôn mà không có dính tàn. Sáng sớm xa xa ta nguyên cái trắng trắng đó cả nhà, trắng trắng nguyên cụm đó là dịch đó cả nhà, dịch ta đang lùi ra nguyên bài dịch luôn. Nhờ, nguyên lùi ra nguyên bài dịch luôn. Đồng mình vụ này á cả nhà, đồng mình vụ này là người ta bỏ tháng mấy gì á, cho đất cát nó phơ lại cả nhà, nên còn được đặt chuột được lại rai. Chứ mà người ta xạ nữa là mình hết đặt, bó tay luôn. Rồi, để mình đi thăm tiếp nữa nha. Cái này có hai cái nè cả nhà ơi. Còn có không luôn. Sao mình đặt số lượng ít quá đó. Cũng không có dính được nhiều cả nhà ơi. Chủ yếu dính chút đỉnh có ăn với lại có mấy cái bẫy nhỏ lưới gì có ba. Cái bẫy chuột nhỏ hơn bẫy rắn. Trời ơi dính này khủng khiếp luôn cả nhà ơi. Em chuột giấy. Trời ơi con nè. Em chuột giấy nè. Đây nha. Khủng khiếp em này luôn. Rồi, ở đây trên chỗ này còn mấy cái nữa hết rồi cả nhà ơi. Mấy cái nữa hết rồi. 2 4 6 8 cái nữa. Dính chuột rắn nè. Dính con luôn. Trời ơi, hai cái dính hai con luôn cả nhà ơi. Phê. Thôi nha. Một em.
Cục rắn, tao muốn xích cái tay cầm luôn. Em cục to cái nha. Hai cái hai em. Thăm mà hai cái hai em nhìn mà đã nữa nha. Thăm mà lúc nào cũng dính vậy như mới phê. Hello, rồi chú quốc. Nhìn nữa chú quốc, thấy không ổn đẩy dứt sập chứ. Ở cái bên hai cái tiếp theo. Hello, hello. Trời ơi, nổi. Ủi văn gặp mình luôn, tràn luôn kìa. Ủi văn gặp luôn nè. Mà dính đằng này mới ghê chứ. Dính chứ, phải dính chứ. Này, cũng to nữa nha. Tôi dặn lứa. Đây, đây còn mấy cái cuối cùng đây. Dính. Dính rồi. Nè. Ghim cả luôn. Chục lứa lứa gì đó cả nhà. Nó ú lắm. Chục này chục mình có mưa đó. Ú rồi mở lắm, đã lắm. Trời ơi, coi nó chạy nữa nè. Nó chạy đường cái này mòn cái nè. Chỉ đó có một hai con chuột à mà chạy đường mòn cả đó đó. Ôi, hai cái bẫy này chất quớt đó nhà ơi. Hai bẫy cuối cùng này chất quớt rồi. Ôi, để mình tạm ngưng cái nhà. Để mình vô mình kiểm tra coi mình được bao nhiêu con chuột nha. Bây giờ được mình sống chuột. Đây. Nó phẩm quần được nhiêu đó nha. Nó chủ to to. Đây, mình xin tạm ngưng cái nhà ơi.